Xin chào tất cả các bạn nhá. Ui các bạn ơi, ở trên mái nhà nhà này có con Godzilla nó chạy qua kìa. Ui hai con các bạn ạ, một con màu đen kìa. Ui có thêm một con màu đỏ nữa các bạn ạ. Godzilla nhám thạch luôn. Ui các bạn có nhìn kìa, cái đuôi nó rất là dài luôn, nhìn sợ chưa. Ui thêm một con màu đen nữa kìa các bạn ơi, lưng rất là giống san hô luôn các bạn ạ. Ui một con Godzilla robot nữa các bạn ạ. Ui thêm cả một con kim tâm đứng sau cùng kìa. Không biết là chúng đi đâu đây. Ui các bạn ơi, ở trước cổng nhà mình đây có một cái đàn khủng long chạy qua kìa các bạn ơi. Wow, có cả một con rồng nữa các bạn ạ. Ui cánh rất là dài luôn. Ui một cái đàn khủng long ăn cỏ cổ dài kìa các bạn ơi. Ui đi đằng xa rất là đông luôn các bạn ạ, một đàn luôn. Wow, nhựa vằn này, những cái con động vật thời nay nữa này, nhựa vằn trong hươu các thứ này chạy rất là nhiều luôn các bạn ơi. Tức là đang chạy trốn cái thứ gì đây. Ui các bạn ơi, hóa ra tất cả đang bị một quả cầu miệng to đuổi các bạn ạ. Mời đến, mời đến. Ui các bạn ơi, trước cổng mình đây có một đàn khủng long chạy qua kìa. Ui có hai em nhỏ chơi ở đây mà không sợ nhờ. Wow một con khủng long bạo chúa. Ui một con khủng long ăn cỏ nữa kìa. Wow một con rồng bay nữa. Ui rất là nhiều khủng long luôn các bạn ơi. Ui có cả hút vi này. Wow một con rắn nữa. Ui một đàn khủng long luôn. Ui có một đầu loa nữa các bạn ơi. Sao chúng nó chạy qua đây nhiều rất nhiều. Ui hai em bé kia không biết sợ thật rồi các bạn ơi. Ui còn chạy đến gần xem kìa. Wow một con voi ma mút khổng lồ. Ui chạy ra đây đi sợ lắm. Wow còn có cả Godzilla nữa các bạn ạ. Wow hóa ra tất cả chúng nó đang bị một con sư tử đuổi các bạn ạ. Ui đúng là chúa tể sơn lâm. Mời đến, mời đến. Ui các bạn ơi, trong vườn nhà mình con Godzilla với cả con khủng long bạo chúa đang chiến đấu với nhau này các bạn ơi. Wow không biết con nào sẽ thắng đây. Ui nó đã chiến đấu rất là khốc liệt này. Wow mình nghĩ là khủng long bạo chúa sẽ thắng đấy các bạn ạ. Không biết là như nào đây. Ui con khủng long bạo chúa nó nuốt luôn con Godzilla này các bạn ạ. Ui các bạn ơi, tự nhiên có con sâu khổng lồ nó bò qua nhà mình này các bạn ơi. Wow con này nó phải to như kiểu là con trâu luôn các bạn ạ. Wow nhìn sợ thế. Ui nó bị một con rắn đuổi này các bạn ơi. Ui có cả một con hổ cũng đuổi luôn. Ui sợ thế. Ui chúng nó đuổi nhau ra đây để khiêu chiến với nhau rồi các bạn ạ. Ui con hổ nó há miệng cái nó tạo ra lúc nãy luôn các bạn ơi. Ui con sâu nó cũng đang đáp trả các bạn ạ. Ui rất là gây cấn luôn. Wow. Ui con sâu nó bị gục ngã rồi các bạn ơi. Ui nó nuốt luôn. Ảo thật đấy. Ui các bạn ơi cái gì đây. Ui một con khủng long bạo chúa kìa. Wow một cái đàn khủng long chạy bên xa nữa. Ui có một cái chú đi xe đạp qua không sợ nhỉ. Ui một con hút ghi với cả một con có cái đầu loa nó chạy đuổi nhau kìa. Wow có thể Godzilla và một đàn voi nữa. Ui có một con Godzilla màu đỏ rất là đẹp luôn các bạn ạ. Ui nhiều quá các bạn ơi. Ui các bạn ơi, con Godzilla nó đuổi hai con chăn ra đây này các bạn ơi. Ui chúng nó chiến đấu ở đây luôn. Wow con Godzilla nó phun tia plasma kìa. Ui con chăn cũng đang đáp trả. Ui hai con hỗ trợ nhau các bạn ơi. Không biết con nào sẽ thắng đây. Ui con chăn bay mất rồi. Ui các bạn ơi, các bạn có thấy cái gì không? Có hai con khủng long bay nó bay qua mái nhà mình kìa. Ui ba con chứ. Wow. Ui có một con rồng nữa các bạn ạ. Hai con rồng. Không biết chúng nó bay đi đâu mà bay qua nhà mình đông như này. Chắc là đi kiếm ăn các bạn ạ. Rồi cái gì nữa đây? Wow, có ba cái con khủng long nó đang ăn cỏ với cả nó đang khiêu chiến ở trước cổng nhà mình luôn các bạn ơi. Một con khủng long ba sừng và một con khủng long T-Rex ở đằng xa kia có một con khủng long cổ dài ăn cỏ nữa các bạn ạ. Ui thì chúng kia đi xe qua mà không sợ nhở? Đấy, phải là mình chạy luôn rồi đấy. Hay là chú ấy không biết sợ các bạn nhở? Rồi lại tiếp tục cái gì đây? Một đàn khủng long cổ dài đi qua nhà mình nữa các bạn ạ. Ui có cả ba con khủng long ăn thịt nữa. Nó đi ngược chiều nhau kìa. Ui ở đằng xa kia có một con khủng long cổ dài rất là to luôn, to gấp đôi hai cái nhà luôn các bạn ạ. Cái này gọi là siêu to khổng lồ các bạn ơi. Ui các bạn ơi, tiếp tục ở đây có hai con khủng long ba sừng nó đang húc nhau rồi các bạn ơi. Wow rất là gay cấn. Ui rồi ui húc mãi mà không phân được thắng bại rồi các bạn ơi. Cứ húc như này chắc phải đến ngày mai các bạn ạ. Ui các bạn ơi, ở đây có hai con khủng long này, một con khủng long gai với cả một con khủng long trắng trắng, khủng long T-Rex sao. Ui chúng nó đánh nhau các bạn ơi.
cật đuôi vào nhau các bạn ơi. Ui, rất là khốc liệt luôn. Wow. Ui các bạn ơi, ở trước mặt nhà mình đây có một cái con khủng long nó đi qua đây này các bạn ơi. Wow. Ui hóa ra nó bị con Godzilla đuổi các bạn ạ, không biết đuổi nhau đi đâu đây. Ui chúng nó đuổi nhau ra đây rồi các bạn ơi. Ngay trước cổng nhà mình luôn. Ui chúng nó đang chiến đấu với nhau này các bạn ơi. Con Godzilla đang phun cái từ trường này các bạn ạ. Ui không biết khủng long bạc chúa có qua khỏi không. Rất là gay cấn các bạn ạ. Ui khủng long bạc chúa bay mất rồi các bạn ơi. Ui rơi xuống nước luôn. Ui các bạn ơi, con này là con gì đây? Để mình thử rửa xem nó là con gì nhé các bạn nhá. Màu xanh dương luôn các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, hóa ra một chú mèo vàng các bạn ạ. Ui. Rồi, xin chào tất cả các bạn nhá. Đấy, hiện tại là mình lại đang ở trong vườn nhà mình này các bạn ơi. Các bạn có thể thấy có mấy con gà kìa. Và đây là một chiếc giỏ này các bạn ơi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lại đi tìm các con vật tiếp nha các bạn nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm nào các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, con gì đây? Ui, sao lại tự nhiên cái con bị nhuộm màu ở đây nhỉ? Không biết là con gì đây, bị tô cái màu gì vào đây, vào người nó này các bạn ơi. Cái này màu xanh lam các bạn ơi. Ui, đây còn có cái vệt cái gì này này. Cái vệt màu còn đi lên trên này các bạn ơi. Wow, rồi để mình bắt nữa nha các bạn nhé. Mình bắt nó cho vào giỏ này các bạn ơi. Ui, một con vật màu xanh lam luôn các bạn ạ. Rồi, tiếp tục đi tìm nhé các bạn ơi. Mình sẽ theo cái dấu vết này để đi tìm nhé các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, con gì đây? Ui, các bạn ơi, không biết là con gì màu vàng vàng này các bạn ơi. Nhìn sợ chưa? Để mình sờ thử xem nào. Ui, nó dính hết cái bột màu này rồi các bạn ơi. Rồi, để mình bắt cho vào trong giỏ nhé các bạn nhé. Rồi, chúng ta tiếp tục đi tìm kiếm nào các bạn ơi. Rồi. Ui, đây có cái dấu vết này màu vàng màu xanh này, không biết nó dẫn mình đi đâu đây. Wow, các bạn ơi, hóa ra dẫn ra một cái đàn con vật ở đây này các bạn ơi, bị nhuộm màu hết rồi. Ui. Đây các bạn ơi, có màu vàng, màu xanh dương và cả màu xanh lam nữa các bạn ạ. Wow. Ui, con gì cổ dài ngoằng như này, nhìn sợ chưa các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt từng con vật cho vào giỏ nhé các bạn nhé. Rồi, một con này, thế là tổng cộng mình được 3 con rồi. Đây, thêm một con nữa. Ui, con này sừng rất là dài, không biết là con gì luôn các bạn ơi. Nhìn ghê chưa. Wow. Ui, con này nó còn có hai cái cánh tay rất là dài, không biết là con gì đây. Đang giang tay, các bạn ơi, nhìn sợ chưa. Ui. Wow các bạn ơi, con gì đây màu vàng đây các bạn ơi. Ui, hôm nay may mắn rồi các bạn ạ. Đi tìm được rất là nhiều các cái con vật luôn các bạn ạ. Không biết là con gì. Lát nữa mình sẽ đi mình rửa nhé các bạn nhá. Ui, con này đuôi rất dài này, không biết là con gì đây. Nhìn sợ chưa các bạn ơi. Wow, con này nữa này, một con màu xanh da trời các bạn ạ. Wow, con gì cổ dài như của con hươu cao cổ ấy các bạn ạ. Không biết có phải con hươu cao cổ không nhỉ các bạn nhờ. Rồi, cứ để tạm vào đây nhé các bạn nhá. Wow, rất là to luôn. Bên này có một con màu vàng này. Cũng cổ dài ngoằng luôn. Rồi, nhìn sợ chưa. Ui. Đó, để vào trong giỏ nhé các bạn nhá. Ui các bạn ơi. Con gì đây? Sao nhìn đầu nó to thế các bạn ơi. Có cả răng kìa các bạn ơi. Wow. Rồi, tiếp tục cho con này vào trong giỏ nhá. Ui, không biết con gì đây. Răng rất là nhiều luôn, cái mồm của nó rất là dài các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm sạch chúng nhá, để xem chúng là những cái con vật gì các bạn nhá. Rồi, thế là ở đây mình đã có một cái số nước rất là to luôn, rất là sạch luôn các bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành rửa nhá, xem là chúng là những cái con vật gì nhá các bạn nhá. Rồi, đầu tiên mình sẽ rửa cái mặt to này các bạn ạ, cái mặt như kiểu mặt lợn luôn các bạn ơi. Xem là nó là con vật gì nhá các bạn nhá. Rồi, rửa nào các bạn ơi. Ui, mình thấy cái gì rồi. Wow, các bạn ơi, hóa ra là một con khủng long T-Rex các bạn ạ. Wow. Rồi, cho vào trong giỏ các bạn ơi. Tiếp tục rửa nào các bạn ơi, con gì đây. Nãy mình đoán là con hươu cao cổ, không biết có phải không. Chúng ta cùng nhau rửa xem nhá, là con vật gì nhá. Ui, mình thấy... hình như không phải hươu cao cổ rồi các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, hóa ra một con khủng long cổ cao các bạn ạ. Rồi, cho vào trong giỏ các bạn ơi. Hai con rồi. Rồi, mình sẽ rửa cái con này nhá. Cũng cổ dài dài này, không biết con gì đây.
Rồi, rửa nào các bạn ơi. Ui, đã qua các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, hóa ra là một con khủng long cổ dài. Rồi, cho vào trong giỏ các bạn ơi. Tiếp tục rửa nào các bạn ơi. Wow, không biết cái gì đây. Màu vàng vàng này, cái đầu mồm rất là dài. Cũng có cả răng nữa kìa các bạn ơi. Rồi, cùng nhau rửa nhá các bạn nhá. Rồi, ngoái nào các bạn ơi. Không biết con gì đây. Wow, các bạn ơi, hóa ra là một chú cá sấu răng rất là dài các bạn ạ. Ui. Cá sấu này rất là mạnh luôn các bạn ạ. Rồi, tiếp tục rửa nhá các bạn ơi. Wow, con gì đây? Màu vàng vàng này các bạn ơi, không biết là con gì đây. Ui. Ui, các bạn ơi, hóa ra là một chú gà trống các bạn ạ. Rồi, cho vào trong giỏ nào. Ui, con gì đây? Có hai cái tay rất là rộng các bạn ạ. Rồi, để mình ngoáy nha các bạn nhá, rửa nhá. Làm sạch chúng nào. Làm sạch cái con vật này nào. Không biết con gì đây. Wow, các bạn ơi, hóa ra là một con kinh công trắng các bạn ạ. Ui. Cái con kinh công trắng này nó cực kỳ mạnh luôn nhé các bạn nhá. Rồi, tiếp tục rửa nào. Rồi, cái con màu vàng này có cái màu này các bạn ơi, không biết còn gì đây. Wow, nhìn dị thực sự luôn, như kiểu con tắc kè ấy các bạn ạ. Không biết có phải tắc kè không các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, hóa ra là một con khủng long có bờm các bạn ạ. Rồi, cho vào trong giỏ tiếp nào các bạn ơi. Hôm nay tìm kiếm được rất là nhiều các cái con vật luôn, rất là vui luôn các bạn ạ. Con gì đây? Nào, cùng nhau rửa nào các bạn ơi. Wow, con gì đây? Ui, các bạn ơi, hóa ra một chú dê các bạn ạ. There's a strong bond between mother and kid. And the kid will follow her wherever she goes. Rồi, cho vào trong giỏ nào. Ui, cùng nhau rửa con màu xanh da trời này nhé các bạn nhé. Xanh dương ấy, không biết là con gì đây. Wow, ui các bạn ơi. Hóa ra là một chú ngựa các bạn ạ. Khán giả đang dẫn đầu tạm thời là ngựa đua số 7 Ronaldo với sự điều khiển của Huỳnh Tấn Hải. Vị trí thứ hai là ngựa đua số 8 Messi. Messi đang bám theo Ronaldo. Mấy cái chú ngựa này nó phi rất nhanh luôn các bạn ạ. Rồi, tiếp tục rửa nào các bạn ơi. Con gì màu vàng vàng đây. Ui, con này nhìn lạ thực sự luôn đấy. Cùng nhau rửa nhá, xem là con gì nhá các bạn nhá. Wow, các bạn ơi, hóa ra là một chú lợn các bạn ạ. Rồi. Ui, sắp đầy giỏ rồi các bạn ơi. Đây, còn 3 con nữa. Mình sẽ rửa nốt nhá các bạn nhá. Rồi, rửa cái con màu xanh da trời này nào. Ui, con gì đây vàng vàng đây. Wow, các bạn ơi, hóa ra là một chú mèo các bạn ạ. Rồi, cho vào trong giỏ tiếp nào các bạn ơi. Còn 2 con nữa. Ui, con gì đây. Ui, không biết là con gì luôn. Để mình rửa nhé các bạn nhá. Làm sạch nào. Wow, các bạn ơi, hóa ra là một chú hiêu cao cổ các bạn ạ. Rồi. Thế là sắp hết rồi các bạn ơi. Còn mỗi một con này nữa thôi. Không biết con gì đây, có con sừng rất dài các bạn ạ. Rồi, rửa nào các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, hóa ra là một chú khủng long ba sừng các bạn ạ. Chú ăn cỏ. Wow. Thế là hết rồi nhá các bạn nhá. Rồi, cái giỏ hết sạch trơn luôn rồi. Đây, mình cho vào trong này là sạch hết rồi các bạn ạ. Rất là nhiều các cái con vật luôn. Toàn mấy con vật mà dữ tợn thôi các bạn ạ. Có cả khủng long, con vật thời nay nữa các bạn ơi. Rồi, mình lại làm sạch nó qua qua nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ là có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video của mình tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nhá. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo nhá. Bye bye.